Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding On. Kamen Rider là tên gọi chỉ những chiến binh chống lại cái ác. Họ đơn đã độc đấu chống lại thế lực bóng tối nhằm bảo vệ nền hòa bình của nhân loại, cứu giúp những người gặp nạn. Nhưng sẽ ra sao nếu tất cả mọi thứ thay đổi ở một dòng thời gian khác được can thiệp bởi những tên Time Jacker nhằm tạo ra những chiến binh đối nghịch với những Rider, những Another Rider, những Rider biến chất và đầy dị dạng. Bọn chúng sẽ là những kẻ thay thế những Rider và tồn tại tại quãng thời gian đó, cũng là kẻ thù chính của Kamen Rider Zeo. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng điểm mặt những Another Rider đó, từ Kuga cho tới Zero One. Tất nhiên, mình sẽ còn đề cập tới một số hình dạng khác tương tự như Another Rider, những tên quái vật có hình dạng giống với Kamen Rider Saber và Kiss đã từng xuất hiện trong những movie khác. Trước khi bắt đầu video, mình xin một chút thời gian để quảng cáo cho Rider Concept nhé. Another Rider khởi đầu cho toàn bộ thời đại Heisei. Another Kuga được chuyển hóa từ Time Zucker Tick. Hắn ta là kẻ xuất hiện trong movie Kamen Rider Heisei Generation Forever, là movie về sớt của Zio cùng với Bill. Cả hai Rider chính đã bị đưa vào một thế giới nơi mà không có bất kỳ Kamen Rider nào tồn tại. Họ chỉ là những câu chuyện hư cấu, thế giới đó có thể xem là thế giới ngoài đời thật của chúng ta. Cả hai Rider tại thế giới này đã phải chống lại một tên Time Jacker hoàn toàn mới. Hắn ta muốn bắt cóc một cậu bé để thực hiện một kế hoạch đen tối hơn của hắn, hủy diệt toàn bộ thời đại Heisei Rider. Cách tốt nhất để thực hiện hóa giấc mơ tạo ra một thế giới không có Kamen Rider, một thế giới mà hắn ta cho rằng là toàn bộ những sai lầm. Lợi dụng cậu bé, hắn ta đã đến được thời điểm quá khứ vào năm 2000, lúc lăng mộ của Kuga vẫn chưa được mở ra. Hắn ta đến trước một bước và tạo nên sức mạnh của Another Rider thông qua chiếc quách mà hắn ta sử dụng, chuyển hóa thành hình dạng Another Kuga, một con bọ cánh cứng khổng lồ với đôi cánh vàng của nó. Màu sắc của Another Kuga giống với Kuga ở hình dạng Mighty, nhưng hình dạng của hắn là một tên quái vật CGI khổng lồ. Vì dù sao đây cũng là một Another quan trọng và xuất hiện trong movie. Không bàn tới kỹ xảo 3D của Another Kuga, thì tạo hình của hắn cũng có rất nhiều điểm nhấn nhất định. Tạo hình giống như một con bọ cánh cứng khổng lồ với đôi tai và chân dài ra, có những đốt tai và chân rõ ràng, hệt như một con bọ khổng lồ. Khả năng đặc trưng của hắn là bay lượn như một con bọ cánh cứng, điều mà có lẽ Kuga không thể nào làm được. Ngoài khả năng đặc biệt đó ra, trong hình dạng Mighty Another Kuga, hắn có thể dùng tay của mình để tấn công kẻ thù, và đó là tất cả gì hắn làm được. Hắn ta chỉ có duy nhất hai khả năng là sự khổng lồ của mình cũng như khả năng bay lượn như một con côn trùng. Để kích hoạt được sức mạnh thật sự, hắn ta đã chuyển hóa thành Ultimate Another Kuga khi liên kết với cậu bé mà hắn ta bắt giữ. Tạo hình của Another Ultimate Kuga cũng không có quá nhiều điều khác biệt. Hắn ta chỉ có một đôi cánh nhìn chất lượng hơn, tông màu chuyển hóa từ đỏ đen sang hành đen và những viền vàng giống hệt với Ultimate Kuga. Tay của hắn được mọc thêm hai cánh tay nữa, cặp xương cũng dài và cứng chắc hơn, giống như hệ trưởng thành của loài bọ cánh cứng. Trong trạng thái Ultimate này, sức mạnh của hắn cũng như sức phòng thủ được tăng lên đáng kể. Hắn ta có thể dễ dàng chịu được tất cả những cú Rider Kick từ những Rider được triệu hồi, nhưng tất nhiên sau đó thì vẫn bị đánh bại mà thôi. Ngoài việc có sức khỏe trâu bò từ một hình dạng khổng lồ và khả năng bay lượn như hình dạng trước, hắn ta cũng có thể bắn ra tia năng lượng hủy diệt mang màu sắc vàng và tím, một nguồn năng lượng có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ, biến tất cả mọi thứ xung quanh hắn trở thành tro bụi. Ngoài khả năng này, khi tích tụ nguồn năng lượng xung quanh, những đường gân tím trên người hắn sẽ được phát sáng và tạo nên luồng khí độc bao bọc cả khu vực xung quanh bằng một luồng khói đen. Những đám khói này như những cánh cổng địa ngục để triệu hồi những tên quái vật, tạo ra đội quân quái vật khổng lồ giúp hắn chiến đấu và tiêu diệt cả thế giới. Another Agito. Hắn ta bản chất là một tên Another vô cùng khác lạ, được tạo ra từ Time Zucker Swap. Hắn ta không hề có ý định tấn công Zio như bao tên Another Rider khác, hay tự lập có ý chí như Another Zio. Hắn ta chỉ tấn công những chiến binh G3, lực lượng phòng vệ tại thế giới của Zio. Điều này cũng đang dần dần thể hiện sự biến động thời gian trong thế giới của Zio. Nơi này tại sao lại tồn tại một lực lượng phòng vệ giống với thế giới của Agito đến thế? Tất cả kế hoạch của Time Zucker Swap nhằm dẫn dụ Kamen Rider Agito từ đất nước khác quay về Nhật Bản để cứu giúp người dân tại đây. Đúng như dự kiến của hắn, anh đã lao ra để ngăn cản những tên Another Agito và chứng kiến sức mạnh của bọn chúng. Tên Another Agito là một quái nhân có tạo hình màu xanh chủ đạo, kèm với những chi tiết cũng như gai
gốc sần sùi với chiếc miệng đầy gai nhọn cũng như chiếc sừng vàng. Một cặp áo tròn cam được bọc ra từ lưng của hắn, nhìn như áo tròn của Ryder hay là cặp cánh của loại côn trùng nào đó. Khả năng của Another Agito cũng không có quá nhiều điều đặc biệt. Hắn ta chỉ đơn giản là một con thú hoang, có khả năng tấn công và di chuyển vượt trên mức con người. Đáng chú ý nhất của hắn là cặp hàm được đánh con gáp mỗi ngày. Hắn ta có thể xé toạc lớp giáp của những chiến sĩ G3 yếu đuối nhằm biến họ trở thành đồng bào của mình qua nhát cắn chí mạng này, tạo ra một đội quân Another Agito khổng lồ để áp đảo Agito chính. Sau khi được chuyển hóa thành Kamen Rider Agito, dựa trên Raiwat của Kamen Rider Agito, khả năng của Another Agito cũng được tăng lên. Bất kỳ người thường nào cũng có thể bị chuyển hóa thành Another Agito, gần như biến cả thành phố trở thành binh đoàn của riêng hắn. Ngoài khả năng đặc biệt này, sau khi biến hình thành Agito, Another Agito cũng có thể sử dụng vũ khí đặc chế của hắn nhằm tấn công kẻ thù, nhưng thực chất cũng không đáng kể mấy. Không xuất hiện trong series chính mà lại xuất hiện trong một spin-off liên quan tới Kamen Rider Ryuki. Another Ryuki là một người đàn ông bí ẩn xuất hiện sau khi cuộc chiến trong gương được tái hiện kết thúc. Bản thể của Another Ryuki cũng tạo hình tương tự như Kamen Rider Ryuki, nhưng phong cách nghệ thuật lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như Ryuki được tạo hình với phong cách hiệp sĩ phương Tây, tên Another Ryuki này được tạo hình thuần túy là một tướng quân từ một chiến trường Trung Hoa cổ đại. Hắn ta bao phủ trên cơ thể là những bộ chiến giáp thường thấy của những chiến tướng lẫy lừng của thời Tam Quốc. Gương mặt của hắn thể hiện rõ bản chất là một con rồng hơn là gương mặt của một hiệp sĩ, với chiếc mũ sắt thường thấy của Ryuki luôn lăm le trên tay của hắn là hai attack van đặc trưng của Ryuki. Một bên là đầu rồng Tri van, một bên là thanh đồ long đao Sword van của Kamen Rider Ryuki. Thanh đồ long đao cho phép hắn ta tấn công cận chiến cũng như tăng cường quy lực tấn công. Phần đầu rồng cũng tương tự như vậy, một số đòn cận chiến cũng được tung ra, nhưng nổi bật nhất có lẽ là những hơi thở của rồng rực cháy và thiêu rụi tất cả kẻ thù. So với Kamen Rider Ryuki có thể triệu hồi Micro Monster, tên Another Ryuki này cũng phần nào khá lép vế. Có lẽ phần thể hiện rõ hơn sẽ là về phần Another Ryuga, một tên có thể thao túng được thế giới gương, như bắt buộc Zio phải sử dụng tới hình dạng Zio 2 do không tìm thấy được Kamen Rider Ryuga để đánh bại tên Another Ryuga. Tạo hình của Ryuga và Ryuki Another cũng tương tự như nhau, nên phần thể hiện của cả hai có phần nào tương đồng, và Another Ryuga mình sẽ đề cập tới trong một video khác. Những cuộc tấn công bí ẩn vào thiếu nữ tại trường trung học đã kéo theo sự xuất hiện của tên Another 4Z. Hắn ta cũng đã bị Sogo cũng như Gaze với sức mạnh Raiwatch từ 4Z đánh bại. Trong ngọn lửa rực cháy, tên Another 4Z lại lộ ra hình dạng một Another Rider khác, Another 5. Sau chuỗi những sự kiện, nó bắt nguồn từ tận năm 2003, lúc mà chàng trai trẻ đã chứng kiến sự ra đi của cô bạn gái mình. Anh ta đã rơi vào tuyệt vọng và được Tam Zucker Aura giúp đỡ. Cô ta đã đưa ra một khế ước, anh ta đã chấp nhận nó và trở thành Another 5. Tên này không có quá nhiều thể hiện trong tập phim vì hắn ta chỉ xuất hiện để ăn hành mà thôi. Tạo hình của Another 5 giống như 5, nhưng có những nét giống như cơ thể người hơn là bộ giáp, nhất là phần ngực của hắn nhìn giống như khung xương, cũng như nhiều chi tiết khác thể hiện rõ điều đó. Hắn ta gần như tương tự như Fai, chỉ khác là giống quái vật hơn mà thôi, không có quá nhiều điểm nhấn, cũng như khả năng của hắn cũng không được thể hiện nhiều vì vừa xuất hiện đã bị đánh bại. Hắn ta có một số khả năng đặc biệt như hấp thụ được linh hồn của người khác nhằm cứu sống cho cô bạn gái yêu quý mà hắn ta luôn muốn cứu chữa. Duy trì sự sống cho cô ta là tất cả gì hắn mong muốn. Ngoài ra, khả năng đánh đấm cũng không có quá nhiều điều đặc biệt. Đòn tất sát của hắn cũng tụ hợp nguồn năng lượng photon trên toàn bộ cơ thể. Những đường viên đỏ sẽ sáng lên và tụ hợp vào đôi chân với biểu tượng của Fai. Đòn này là một cú Rider Kick cực kỳ mạnh được tạo ra từ Another Rider. Không phải chỉ có đám Tam Zucker là có kế hoạch của riêng mình. Zero Warp hay còn biết với cái tên Warp Trắng cũng có kế hoạch riêng. Kay đã quá nhiều lần từ chối trở thành đấng cứu thế của hắn, trong lòng đang bộn bề lo âu về đấng cứu thế trẻ trâu của mình. Tam Zucker Swap còn đá điểu, khiến cho Warp Trắng chỉ muốn hủy diệt cả thế giới. Hắn ta đã tận dụng sức mạnh của Another Black, đưa nó cho cô gái mang tên Amane, người luôn tìm kiếm Kamen Rider Charlie. Cô ấy đã tiếp nhận sức mạnh này và trở thành Another Black. Tạo hình của Another Black cũng tương tự như Black, với thân hình đồ sộ và gai góc hơn rất nhiều, nhìn như một con tê giác hùng mãnh chứ không phải là một con bò cánh cứng đơn thuần nữa. Trang bị trên vai của anh là 3 thanh kiếm ở mỗi vai, tạo nên sự gai góc
Phần ngực của Another Blade là điểm đặc trưng nhất khi nó chia làm 3 mảnh khác nhau. Mảnh bên dưới cùng mang biểu tượng của Blade. Ngoài bộ giáp cứng chắc có thể chịu được nhiều đòn tấn công như một bộ giáp được bọc thiết, tên Another này trong trạng thái cơ bản chỉ có khả năng tấn công ở mức trung bình. Hắn ta còn có một năng lực kích hoạt đặc biệt khi tụ một nguồn năng lượng khổng lồ vào biểu tượng của quân bích trước ngực của mình để phóng ra tia năng lượng. Tia năng lượng này mạnh tới mức đủ làm đau lưng form cơ bản của Zio. Nói tới Blade tất nhiên không thể nào không nói tới lưỡi gươm trữ danh của anh ấy khi có khả năng xòe ra bộ bài, nhưng trong trường hợp này nó là một mảnh lưỡi cưa và thanh gươm được biến đổi nhìn giống đao hơn là một thanh gươm đại diện cho Camera Blade. Khả năng tấn công của nó cũng hết sức ưu việt. Ngoài những chém cơ bản được chém ra khá vụn về, nó cũng có thể triệu hồi một lực lượng sấm sét đen bao phủ lưỡi gươm, tăng cường sát thương. Ngoài những đòn công kích cận chiến, luồng sấm sét đen này cũng có thể dán vào người kẻ thù, tạo nên nhát chém không gian, gây sát thương diện rộng và tạo nên nguồn sức mạnh khổng lồ khi va chạm với kẻ thù. Để đạt cái trạng thái tối thượng, Another Blade cần hấp thụ sức mạnh của hai Joker, Blade cũng như Charlie, để tạo thành phiến đá của sự hủy diệt. Nguồn năng lượng khổng lồ được giải phóng sau khi hấp thụ sức mạnh của hai Joker. Hai mảnh còn lại trên ngực của Another Blade cũng được khắc ghi biểu tượng của những Joker, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hai Joker. Một cột năng lượng khổng lồ được tạo ra từ chính bản thân của Another Blade chiếu thẳng lên bầu trời. Phiến đá của sự hủy diệt cũng như bầu trời bị che phủ bởi làn mây đen. Trong trạng thái này, tất nhiên hắn ta sẽ được tăng cường sức mạnh cũng như khả năng chiến đấu. Ngoài ra, tay trái của Another Blade có thể phóng ra một luồng gió lốc giống với sức mạnh của Charlie, mang bao phủ sức mạnh là những luồng sấm sét hồng và xanh đại diện cho hai Joker mà cô ta sở hữu sức mạnh. Another Blade cũng là kết thúc cho phần 1 về tất cả những Another Rider. Tất nhiên sẽ còn rất nhiều phần nữa về series về Another Rider. Các bạn có cảm nhận như thế nào về series này? Hãy comment phía dưới giúp mình nhé. Cũng như đừng quên, mình còn có Riding On Shop bản như đồ chơi Toku. Mong các bạn ủng hộ cho Riding On Shop cũng như kênh Riding On này của mình. Thanks for watching. Bye.